Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Không biết là mọi người Tết Tư chuẩn bị đến đâu rồi, chứ mình thì cũng bận lắm. Nói chung tầm này là mình chủ yếu là bận thở oxy, cho nên là nó cũng không có cái gì nó to tát cả đó. Thì hôm trước mình làm xong cái video gọi là khám bệnh các cái bộ collection nước hoa các anh em ấy, thì mình mới thấy rằng có một cái tình trạng chung, đó là mình thấy rằng không phải là ít đâu, rơi vào tầm khoảng 60%, 60-70%, đó là các anh em không có một cái khái niệm gì về các cái nhóm mùi hương. Mặc dù mua rất là nhiều, có những người mua phải đến 40-50 chai, có những người mua nhiều hơn. Mình không tính là full nhá, mà là mình đang nói mùi. Mua rất là nhiều, tuy nhiên chúng ta không hề có một cái ý thức đó là aromatic, đó là spicy, đó là woody, đó là oriental, đó là cheap, đó là floral, vân 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 vân. Chúng ta không hề có một khái niệm như thế, mà chỉ đơn thuần đó là giống như kiểu mình thấy là giống như kiểu là mua theo. Ví dụ như là cũng tự tìm hiểu này, và cũng ví dụ như anh em khen chai này thơm là mua thôi, và cũng tự tìm hiểu. Tuy nhiên chúng ta chưa hề có một cái giống như kiểu là cái ý thức đây là chai thuộc nhóm mùi gì, tông nó như làm sao, thì chúng ta không có. Thì cái điều này về lâu về dài nó sẽ là một cái cản trở rất là lớn cho các anh em khi mà chúng ta muốn thứ nhất là chơi sâu, và cái thứ hai là chúng ta muốn có một bộ nước hoa nó theo cái cá tính riêng của chúng ta. Chúng ta sẽ không phải theo ví dụ như là theo số đông nữa, mà tự chúng ta sẽ phải đi tìm cái con đường riêng cho các anh em. Thì để mà làm được cái điều đấy thì các anh em sẽ phải có một cái nền tảng basic thôi, chứ chúng ta không phải là pha mùi, chúng ta chỉ là người chơi thôi. Tuy nhiên chúng ta sẽ cần phải có một số cái basic về 7 nhóm mùi hương, thì chúng ta mới về lâu về dài chúng ta mới có thể là xây dựng cho mình một cái bộ nước hoa mà nó theo cái cá tính của mình, chứ không phải là dị biệt nhé. Đó, thì cái video ngày hôm nay mình sẽ làm thử một cái video về cái nhóm mùi hương aromatic, đó, nhóm mùi hương thơm ngát. Mình thì không phải là người pha mùi hương, mình không học trong ngành pha mùi, cho nên mình sẽ diễn giải làm sao để cho các anh em cảm thấy nó dễ hiểu. Đó, mình sẽ nói làm sao để cho các anh em dễ hiểu, chứ chúng ta ở đây không phải là thể hiện những cái học thuật, những cái từ khó hiểu để mà xem xong lại càng cảm thấy đau đầu, mà mình sẽ cố gắng làm sao mà để cho các anh em cảm thấy dễ hiểu nhất. Mình sẽ cố gắng làm sao mà các anh em có một cái gọi là cái ít nhất là tóm được một vài cái ý aromatic, nhóm hương aromatic nó là như thế nào. Đó, thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Còn bây giờ, tất nhiên rồi, lại như mọi lần thôi, các anh em ngồi thư giãn, relax, và let's go. Trước khi bắt đầu vào video thì mình xin nói trước một câu là mình cũng chỉ là một người chơi, chứ mình không phải là một người dạy về kỹ năng pha mùi, cho nên là chắc chắn là mình sẽ không thể tránh được có những cái mình thiếu sót. Cho nên nếu như anh em nào mà thấy mình chưa đúng ở đâu thì các anh em góp ý, comment là để chúng ta cùng xây dựng, để mà chỉnh sửa. Bây giờ chúng ta cùng vào chủ đề chính của video. Thì trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu là nhóm hương, định nghĩa về nhóm hương aromatic hay gọi là nhóm hương thơm ngát nó là như thế nào. Thì theo như trang perfumista.vn viết ở đây, thì đây là một tổ hợp của cây xô thơm, hương thảo, thì là hoa oải hương, và một số loài cây có sở hữu mùi hương cỏ thảo mộc nồng nàn. Chúng thường được kết hợp với nhóm hương cam chanh và nhóm hương cay nồng. Thì đấy là một tổ hợp của một mùi hương sẽ được coi là aromatic. Nghe ở đây thì có vẻ là các anh em đang cảm thấy mơ hồ quá, chả hiểu cái gì. Thì mình sẽ dựa trên những cái gì mình biết đấy, mình sẽ nói tóm tắt là thế này. Một mùi hương, một tông mùi hương có thể gọi là theo nhóm aromatic, thì cái cấu trúc mùi của nó sẽ gồm hoa oải hương, bạc hà hoặc là bạc hà. Bởi vì không nhất thiết phải đầy đủ là hoa oải hương, bạc hà thì mới gọi là theo nhóm hương aromatic. Tùy từng chai, có những chai nó có và có những chai nó chỉ dùng một nốt đấy thôi. Thì mình nói lại, một cái cấu trúc có thể coi là nhóm hương aromatic thì nó sẽ là gồm có sử dụng hoa oải hương, bạc hà, hoặc thì là kết hợp cùng với citrus, mà ví dụ ở đây như là cam bergamot hoặc là chanh tây hoặc là cả hai, và một chút gọi là hương cỏ thảo mộc, ví dụ ở đây đó là rosemary, vì mình không nhớ tên nhưng mình sẽ để ở đây,
đấy có thể gọi là một cái cấu trúc cơ bản của một mùi hương aromatic theo nhóm hương thơm ngát. Và cái nhóm hương này nó chia ra khá là nhiều nha các ông. Nó chia theo ví dụ như là aromatic fruity, aromatic woody, trái cây này, gỗ này, aquatic này, forage dương xỉ. Thì nói ở đây để thấy rằng các anh em phải nên thấy rằng để mà có thể thuần thục một cái nhóm mùi hương thì bản thân người chơi cũng đã phải tốn rất rất nhiều công sức. Thực sự là tốn rất nhiều công sức. Tiếp theo mình sẽ nói về những cái ưu điểm và những cái nhược điểm của nhóm hương này dựa trên những cái gì mình đã trải qua nhá. Chứ không thể gọi là một cái tổng quan được, mà dựa trên những cái gì mình đã trải qua. Thì một trong những cái ưu điểm đầu tiên của nhóm hương aromatic này đó là nó rất là dễ ngửi, tinh tế và nhẹ nhàng. Bởi vì là do về cơ bản cấu trúc mùi của nó thường sử dụng những cái nốt hương mà bản thân là cũng không phải là quá là dữ dội. Ví dụ như là oải hương, cam chanh hoặc là sồi chẳng hạn. Đó, thì khi mà những người nào, kể cả những anh em newbie, khi mà ngửi những cái chai thuộc nhóm hương thơm ngát này thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là nhẹ nhàng. Cách blend mùi thì nó phụ thuộc vào người pha. Tuy nhiên nếu mà gặp ông nào mà gọi là cao tay, cao level thì cái blend mùi mượt ấy, thì chúng ta ngửi chúng ta sẽ cảm thấy một cái gì đấy nó rất là tinh tế, không hóa học và rất chiên rồi, nhẹ nhàng. Nói chung là những cái chai nước hoa aromatic thì mình thường thấy là nó rất là dễ ngửi và nó dễ sử dụng, mượt mà. Đó, thì đấy là những cái ưu điểm, một cái ưu điểm đầu tiên có cho những chai mà có cái thiên hướng theo cái nhóm mùi hương thơm ngát này. Cái thứ hai đó là nó khá là không bị giới hạn về độ tuổi. Bởi vì như mình đã nói, nó sử dụng những cái nốt hương không phải là quá là dữ dội ấy. Thì các anh em nào tin, chúng ta cũng có thể lựa được cho một chai để sử dụng. Trẻ lên một tí cũng có, già một tí cũng có. Nó không bị bó buộc, ví dụ như tông gỗ chẳng hạn. Thì nói thật là có khi tốt nghiệp đại học rồi vẫn chưa đủ độ tự tin để sử dụng. Bởi vì tính ông nào mà còn trẻ con xài mấy cái tông gỗ thì đúng như kiểu là lệch pha nhau, kiểu như thế. Nhưng aromatic thì lại hoàn toàn khác. Các anh em nào ví dụ như 16-17 mà chúng ta cũng có thể tìm được một cái chai nước hoa mà nó hợp cái tuổi của mình. Đó, thì đấy là cái ưu điểm thứ hai của nhóm hương này. Cái ưu điểm thứ ba đó là unisex. Thật ra ngày nay thì cái việc một cái mùi hương nước hoa nữ mà nam giới sử dụng được là cái chuyện bình thường, nó không còn là cái gì đấy nó quá là xa lạ. Tuy nhiên mình thấy rằng những cái chai nước hoa mà theo cái nhóm hương này, theo cái thiên hướng nhóm hương này, thì các anh em hoặc là các chị em ấy có thể hoàn toàn sử dụng đảo cánh được cho nhau, nó dễ dàng hơn. Đó, thì đấy cũng là một cái ưu điểm nữa của những cái chai thuộc nhóm hương aromatic. Thì tổng quan lại ba cái ưu điểm của nhóm hương này đó là mùi nhẹ nhàng và tinh tế, cái đa dạng về độ tuổi và unisex, anh em chị em đảo cánh cho nhau thoải mái, không gì phải sợ cả. Mình nghĩ là như thế. Và cái nhược điểm của những cái chai mà theo cái nhóm hương này đó là cái hiệu năng mùi nó không được quá là ok. Bởi vì khác với những chai tông gỗ hoặc là chai tông Oriental, tông gỗ phương Đông hoặc tông Spice, Oriental là Spicy. Thì bởi vì đa phần những chai nước hoa này họ sử dụng những cái tông hoa cỏ, thảo mộc, còn trái cây kết hợp lại với nhau, thì chúng ta không thể đòi hỏi rằng nó sẽ có một cái hiệu năng mùi bá đạo, mà sẽ chỉ ở mức gọi là vậy vậy mà thôi. Thì đấy cũng là một cái điều hơi đáng tiếc cho những cái chai nước hoa sử dụng theo nhóm hương này. Đó, thì mình thì thấy rằng đấy là cái nhược điểm duy nhất của những chai nước hoa thuộc nhóm hương aromatic. Đó, thì đấy là những cái ưu và nhược điểm cho những cái chai nước hoa theo cái tông mùi hương này. Và phần cuối video thì những chai nước hoa nào mà chúng ta nên tham khảo để mà có thể nắm bắt được aromatic đó là như thế nào, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các anh em một vài chai nước hoa mà các anh em có thể tham khảo. Đầu tiên đó là sản phẩm của nhà Prada và nó có tên là Luna Rossa.
Có thể nói rằng đây là một chai nước hoa có thể nó gọi là thể hiện rất là rõ aromatic nó là như thế nào, bởi vì ở chai nước hoa này nó sử dụng bạc hà, oải hương và một chút cay cay, một chút cay cay. Và khi mà chúng ta xịt, chúng ta sẽ thấy một cái tông vị, một cái hương vị oải hương khô, nó hơi dạng như kiểu cái là cánh hoa được ép trong cái trang sách lâu ngày ấy. Đó thì chúng ta sẽ thấy nó rất là rõ. Thì chai nước hoa đầu tiên đó là Prada Luna Rossa, một cái tông mùi mà rất là rõ về aromatic đó là như thế nào. Ok, chai nước hoa thứ hai đó là Versace Pour Homme. Đây là một chai nước hoa có sử dụng nốt cam, chanh và cây xô thơm. Khi mà anh em nào mà lâu ấy thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ cái tông citrus một chút và cái vị hơi nồng nồng và hơi gọi là hơi cái cây xô thơm. Cây xô thơm nó có một cái diễn tả mùi rất là khó đối với mình. Mình không biết phải nói thế nào để cho em hiểu kiểu như thế. Tuy nhiên đây là một chai nước hoa mà nó cũng là giúp cho các anh em nắm bắt được rất là rõ như thế nào là một dạng kiểu aromatic citrus. Ok, chai nước hoa thứ ba mà mình muốn nói đến ở đây đó là Guerlain Homme. Đây là phiên bản này của mình, bản cũ, còn bản mới nó là cái này này, cái chai lần trước mình đã làm review, hình như mình đã nhắc đến một vài lần Guerlain Homme. Ở chai nước hoa này nó sử dụng bạc hà, vetiver, gỗ đó và hoắc hương. Cái vị the mát của bạc hà tạo nên một cái tông mùi gỗ hơi gỗ nhẹ một chút, vẫn là cái chủ đạo là của bạc hà, rất là tuyệt vời. Nói thế nào nhỉ, aromatic woody, gỗ thơm ngát, mình tạm dịch nó như thế. Nói chung nếu anh em nào muốn biết aromatic woody theo cái nhóm aromatic ấy, là như thế nào thì Guerlain Homme là em nó. Ok, một chai nữa đó là Guerlain Allegoria Mandarin Basilic. Thật ra chai này là mình mua theo thực ra là mình cũng mua rồi, nhưng mà vô tình cái hôm đấy mình xem video của ông YouTuber The Perfume Guy, ông cũng nói về aromatic và mình nhớ ra là hóa ra chai này là theo kiểu aromatic citrus, bởi vì nó kết hợp cùng với Mandarin Basi rất là hay. Chai này nói thật là nhà Guerlain làm mùi citrus nó thật là đỉnh, thật rất là đỉnh. Nhưng mà thôi, quay trở lại chủ đề chính thì đây cũng là một cái chai nước hoa rất là ok. Mình phải nói nhanh bởi vì bây giờ mình mấy hôm nay mình đang bị đau họng. Mình nói từ nãy giờ đối với các anh em là một cái sự cố gắng rất là lớn rồi. Và một cái chai nữa, Lush Dirty, một tông mùi bạc hà, thanh mát, rất là dễ chịu, tuyệt vời. Đó cũng là một chai nước hoa mà các anh em có thể tham khảo. Chai này nó giống là một cái mùi cũng có thể gọi là aromatic thuần luôn ấy. Đó thì bọn xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em aromatic nó là như thế nào, những ưu nhược điểm của nhóm hương này và một số chai nước hoa mà các anh em có thể bắt đầu tu luyện, có thể hiểu được một chút về nhóm hương này. Rất hy vọng các anh em thấy thích video này. Rất là sorry phần nói về chai nước hoa, thực sự mình đang rất là đau khoảng, mình không thể nói nhiều được nữa. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Ok, bye bye.